mà cũng biết cầu thị, cũng biết cách ha, nhìn gương mặt sáng cho nó tươi, cũng lan tỏa tinh thần tích cực rất là nhiều. Bên kia hiền lắm. Dạ. Nói về phần con cái thì cũng không có ở cùng. Đúng rồi. Cho nên là em cũng không có phải bị lo về cái việc là em phải đối xử với tụi nhỏ như thế nào. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta đến với người thân đi. Hỏi bên đây muốn mẫu hình lý tưởng sao, có giống bên kia không đó nè? À chưa hỏi nó quên luôn. Dạ. Bình tĩnh đi. 27 Tết làm gì nôn tới tháng gì? Lẹ lẹ vậy Tết. Ủa liên quan gì? Cái đó cũng điều kiện nó thuận lợi. Ba đường nào cưng? Dạ đường Bát Ta. Trời ơi, trời chịu liền em ơi. Được không? Được, tôi gả liền. Rồi, ngồi đi em. Mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Hoàng Trung. À, em sinh năm 91, năm nay 31 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng. Chủ yếu là thẩm định hồ sơ, làm hồ sơ vay cho khách. À, hồ sơ vay. Dạ, em làm hiện tại ở quận Phú Nhuận. Phú Nhuận, quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở quận quận 3 này luôn. Quê quận 3, làm ở quận Phú Nhuận. Rồi, mời bạn gái. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, xin chào chú Huyền Linh. Em tên là Đỗ Hiển Vân, hiện tại 32 tuổi, hiện đang là quản lý của phòng xuất nhập khẩu. Nhà em ở quận 8, em làm việc thì ở Bình Thạnh. Chị Vân quận 8. Vậy là nhà gái lớn hơn nhà trai tương tuổi đó. Nhà trai thấy được không? Dạ được. Rồi bây giờ mình nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình đi Vân hả? Em có tính là ham học hỏi và học rất là nhanh, cũng thích khám phá và nấu ăn. Thích đi ăn ở những cái quán, sau đó rồi về tự nấu lại. Trời ơi, mấy quán ăn chắc ế lắm em ơi. Em đi ăn xong em về, em nấu lại em không ăn nữa. Em nấu cho gia đình em ăn. Sao mà phân tích được mình nấu giống gì được vậy? Tại đi ăn nhiều quá quen. À hay à, cái tài này cũng hay đó nha. Đi ăn xong về mình sao chép lại được là hay đó. Tại vì những cái người mà ta nấu nướng ngon là ta đều có cái gia truyền á. Khó có học lắm, vậy mà nó học được cái gia truyền là hay đó. Điểm yếu của em đó là hơi nóng tính, có thể là tự tin, tự lập nhiều quá, cho nên là cũng tính, cũng đờn ông tính lắm, cũng hơi lười, lề mề. Đó, nói chung là nhà gái thì khuyết điểm thì cũng chẳng có gì, chẳng có gì đáng kể hết. Nhà tôi cũng đâu có gì khuyết điểm nhiều đâu, nói đi. Ưu điểm của em là em luôn tôn trọng giờ giấc, cũng siêng năng. Quá với hay. Lại coi trọng cái tình cảm với lại cái tình bạn. Hay quá. À, với lại em cũng biết nấu nướng hơi một ít. Khuyết điểm thì những cái tiểu tiết giống như tỉ mỉ thì em kiểu như hay bị bỏ quên. Nói chung là nhà trai không có khuyết điểm gì trơn á. Bây giờ là tình trường sao? Em thì trải qua được khoảng 3 mối tình. Rồi, có 3 lần đó hả? Dạ, mối tình đầu tiên thì năm lớp 8. Trời đất ơi trời. Cái gì? Lớp 8 biết yêu rồi hả? Dạ. Này người ta gọi nít quỷ. Quen được vài tháng thì nói chung không hợp thì em chia tay. Trời trời, ê nói nghe nè, lớp 8 quen nhau là sao? Kể nghe chơi coi. Thì cái lúc đó em thời học sinh giống như quen nhau chỉ có nắm tay này nọ thôi. Nắm tay là có nói gì không? Lúc đó nhát lắm đâu có biết nói gì đâu. Dạ chỉ đi chia chung giống như đơn thuần như bạn thân hơn chút xíu thôi. Rồi quen lâu mấy tháng? Dạ cũng được 3-4 tháng. Tự nhiên sao chia tay? Nhà bạn nữ biết đang quen nên không cho quen nữa. Đúng, tao không cho quen đúng, còn nhỏ nít quỷ quen gì. Mối tình thứ hai thì lớp 9 hả? Dạ không. Lúc đó em học sinh lớp 12 rồi, em có quen nhưng mà người đó cũng là vợ của em luôn sau này. Cũng có vợ rồi hả? 2 năm rưỡi xong cưới thì em hiện tại em đã có một bé rồi, năm nay cũng học lớp 3. Lớp 3. Dạ, bé gái. Gái. Dạ. À rồi hai chồng chia tay lâu chưa? Dạ, chia tay hồi đầu năm 2015. Cưới nhau khoảng được gần 3 năm. Vậy cũng sâu đậm, có đứa con gái nữa sao chia tay? Hồi đầu thì hai bên cũng rất là hợp. Nhưng mà sau khi mà lấy giày xong á thì phát hiện ra như bất đồng quan điểm với nhau á. Với lại kiểu như nói nhiều khi có nhiều câu nó hơi nặng lời á. À, làm tổn thương đó. Dạ đúng rồi. Rồi cái mối tình thứ ba? Dạ mối tình thứ ba thì em cũng có quen nhưng mà được có 3-4 ngày thì... Trời đất ơi, trời tôi phải đi qua tôi coi mặt ông này có sao tình trường của ổng nó đoạn trường dữ vậy. Chào em. Dạ chào chị. Nhà trai tình cảm hơi yếu mềm. Tình trường yếu chứ. Bây giờ chị hỏi thiệt nè, tại vì mình đã lấy vợ, mình đã sanh con thì cái vấn đề đó nó là rất là quan trọng, chứ không phải là cái kiểu giống như là tình cảm mà tuổi học trò thích tới không thích thì thôi. Để tôi lo, yên tâm, hiền khô à. Ừ, rất là hiền luôn, cho nên là
Rồi bây giờ là con gái ở với ai? Dạ, con gái hiện tại là ở với lại vợ cũ của em, mỗi tháng em chu cấp mà. À. Đàn ông như vậy là tròn trách nhiệm rồi. Còn nhà gái bên đó sao? Nãy giờ cứ hỏi nhà trai tôi hoài vậy. Nhà gái mình sao cưng? Đường tình duyên sao? Tình trường thì hai người tìm hiểu cũng nhiều. Chào nhà gái, xinh đẹp. Dễ thương lắm. Dễ thương, năng động. Thì cũng quen từ thời còn đi học. Rồi sau đó thì cũng như câu là nhất cự ly mà nhì tốc độ. Yêu xa thời gian không duy trì được nên chia tay. Rồi bỏ qua. Còn mối tình thứ hai thì cũng là do là tìm hiểu vội vàng, yêu nhanh chóng cho nên là cũng nhanh chóng chia tay. Đơn giản quá vậy. Dạ. Đúng rồi. Thật ra lấy chồng đúng mấy người hiền này á cũng khó tìm lắm á. Chân thành đó. Đừng lo. Tôi nhìn nhà gái sơ á là nhà gái có thể về quản lý nhà trai được đó. Cái tính bên đây á là mạnh mẽ bên kia một chút. Dạ. Nhưng mà cũng biết cầu thị, cũng biết cách ha, nhìn gương mặt sáng cho nó tươi, cũng lan tỏa tinh thần tích cực rất là nhiều. Bên kia hiền lắm. Dạ. Rồi. Nhờ chú Linh nói con cũng yên tâm. Yên tâm đi. Với lại về mắt phần tôi nhìn nhanh lắm. Cái thứ hai nữa về phần con cái thì cũng không có ở cùng. Đúng rồi. Cho nên là em cũng không có phải bị lo về cái việc là em phải đối xử với tụi nhỏ như thế nào. Yeah. Rồi bây giờ chúng ta đến với người thân đi. Hỏi bên đây muốn mẫu hình lý tưởng sao, có giống bên kia không đó nè. À chưa hỏi nó quên luôn. Yeah. Bình tĩnh đi. 27 Tết làm gì nôn tới tết vậy. Lẹ lẹ vậy Tết. Rồi. Dạ, thật ra thì hình mẫu của con á là về ngoại hình thì dễ nhìn, vui tính, nam tính và có sự chỉnh chu trong về bề ngoài. Bạn này dễ thương. Cao trên 1m7. Chắc không tới, chắc hơi thiếu một chút. Về tính cách thì vui vẻ nè, hòa đồng nè, thông minh, có chí cầu tiến và có bản lĩnh. Bên này hơi yếu chút xíu. Nãy giờ mình chỉ đưa tiêu chí về mình thấy mình được khoảng bao nhiêu phần trăm? Chắc cũng 70-80. 70 được rồi, về ta khắc phục. Người ta thiếu thốn chút xíu về gọi là bản lĩnh này kia. Nhưng bù lại nhà người ta quận 3. Ủa liên quan gì? Cái đó cũng điều kiện nó thuận lợi. Quận 3 đường nào cưng? Dạ đường Bát Tơ. Trời ơi. Chịu liền em ơi. Được không? Được, tôi gả liền. Có gia đình nước ngoài không? Có không? Cuối năm sau thì ba mẹ em đi. Đó. Trời ơi, khỏi làm dâu. Dạ, đi qua Mỹ. Đi qua Mỹ nha. Nhà gái sao, có gia đình nước ngoài không? Dạ, cả nhà con hiện tại đang ở Mỹ. Trời ơi, con thường nhà gái tôi hết trời. Thôi vậy thì cũng môn đăng hậu đối. Trời ơi. Mình hỏi người thân đi. Đi với ai vậy cưng? Em đi mình chị. Đi mình rồi, để đó chị lo. Đi với ai cưng? Dạ, em đi với hai đồng nghiệp của em ạ. Dạ, em chào MC Quỳnh Linh và MC Ngọc Lan ạ. Dạ. Từ nãy em theo dõi hai bạn trai bạn gái, em thấy nhìn chung là cũng có khả năng là đến được với nhau á. Tại vì em thấy là với Trung á thì cái tính cách của Trung á thì rất là nhẹ nhàng, rất là tinh tế với lại biết lắng nghe. Bạn gái là một người thích cái tính thích lãnh đạo đúng không? Đó, cho nên thấy là cũng khá là hợp á. Tại vì Trung là một người rất biết lắng nghe nha. Bạn bè hoặc là ba mẹ hoặc là người thân gì đó, nếu mà có góp ý, có chia sẻ thì Trung cũng đều luôn luôn biết lắng nghe. Thì cái này là cái rất là khó, mà thường là đi ra ngoài rất hiếm người khó có được cái tính này. Hay quá, bạn Trung nói chuyện rất là sâu sắc. Nãy tôi thấy mặt bộ đồ, tôi tưởng tin nói sờ vòng vòng. Tưởng là bị hài không á. Đúng rồi, nhưng mà nói chuyện thấy con người sâu sắc. Thôi mở rào đi. Vui vẻ em ơi, vui vẻ không quý vị? Vui vẻ không quạo nha. Bây giờ mình nói chuyện chơi cho hai bên hiểu nhau nhiều hơn. Rồi. Đó, tiến luôn. Anh Tài Hoa. Em chào em. Dạ, chào anh. Cảm ơn bó hoa của anh. Đến với chương trình thì anh không biết mua gì hết nên tặng bó hoa này cho em. Dạ. Đầu tiên thấy em thì anh thấy em cũng dễ thương, cũng hợp với anh. Thì em thấy anh như thế nào? Cảm nhận đầu tiên khi mà chưa thấy mặt thì em nghe giọng anh chân chất. Thật thà, có vẻ hiền. Thì cũng gần tương đồng với lại cái yêu cầu của em. Hai người về chiều cao cũng hợp lắm nha. Đó. Rồi, thôi về chỗ ngồi đi. Về chỗ ngồi cho bớt rung nè. Sở thích của anh là gì? Xem đá banh hoặc là có phim. Hoặc là lâu lâu sẽ đi dạo. Còn em? Em thì cái sở thích lớn nhất là thích du lịch.
cũng đi dạo xem phim, nghe nhạc. Em hay thích đi đến những cái quán cà phê nghe acoustic và nấu ăn. Thì anh cũng hay thích đi uống cà phê, cái gì anh em đi chung với nhau. Dạ. Anh cũng muốn kiếm một người như là quan tâm với chia sẻ chung với mình, vui với lại buồn. Với lại cùng anh có thể chăm sóc con của anh thì là đủ rồi, còn em à. Thì quan điểm của em cũng vậy, cũng là tìm một người có thể là chung tiếng nói, chung quan điểm, chung tư tưởng. Quan trọng là phải cùng nhau xây dựng và chia sẻ. Thì hôm nay đến đây thì em cũng muốn là tìm một người, trước tiên là làm bạn, sau đó là mình có thể, nếu mà hợp nhau thì mình có thể đi xa hơn nữa. Hai bên phân tích cái câu chuyện đó thì em cảm nhận về chàng trai như thế nào? Thì em cũng đang lăn tăn về vấn đề là có con. Tại vì em sợ nó có, mình chưa được tốt lắm để chăm sóc trẻ. Nhất là con anh cũng đã lớn. Và thêm nữa là về cái tính cách thì theo em suy nghĩ thì qua nghe cái câu chuyện của anh á, thì em suy nghĩ là anh chưa có chính kiến riêng của mình lắm, chưa đủ bản lĩnh. Mình phải quyết đoán hơn nữa, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Đó, trai thấy bên nhà gái góp ý vậy đúng không? À, nói chung cũng đúng. Chắc có thể là do tính chất công việc, cho nên là em nhiều khi làm việc thì cũng quyết liệt lắm, cho nên là cái tính nó cũng tương đối là mạnh mẽ. Ở bạn trai này chưa có tính quyết liệt thôi. Đúng rồi. Chứ thật ra mình cũng đầy đủ điều kiện để lo cho con mà. Dạ. Thành ra mình cứ nói thôi, bây giờ mình yêu nhau mình cứ cưới nhau thôi. Dạ. Chuyện con cái mình có đủ sức để giải quyết mà, không cần phải lo chuyện đó. Hiền quá. Bạn này cực kỳ hiền luôn. Nói chung là hai bạn đến với nhau em sẽ cực kỳ an tâm, em không có phải lo lắng một cái gì hết. Bây giờ em cực kỳ hiền luôn ha. Nếu các bạn cảm giác ok, đây có thể là một nửa mảnh ghép mà có thể ghép được thì chúng ta bấm nút. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Không ai bấm cả. Thật ra cũng rất là khó. Dạ. Khó giữa đôi bên luôn. Mỗi người có một cách lựa chọn. Như ở đây chúng ta có thể trở thành những người bạn với nhau, nên liên lạc với bạn gái. Dạ. Đi uống cà phê là những người bạn có thể góp ý, chia sẻ với nhau, giúp nhau cùng tiến. Thì đến cái gì nó đến, nó sẽ đến thôi. Dạ. Cũng nhân đầu năm mới 2022 thì em cũng xin chúc cho chương trình, chúc cho chị Lan, chú Linh cùng với tất cả khán giả. Đầu tiên là đại dịch sẽ qua đi trong năm 2022 này, tất cả mọi người chúng ta sẽ trở lại cuộc sống bình thường và phát triển nhanh chóng, vạn sự như ý và dồi dào sức khỏe. Tết em cũng chúc mọi người ăn ngon thịnh vượng, có nhiều sức khỏe sau đại dịch này. Hiền quá à.